căn bệnh khiến nguy cơ đột quỵ tăng thêm 5 lần. Ruột nhĩ là nguyên nhân gây ra 20-30% các trường hợp đột quỵ. Người bệnh có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 5 lần, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nghiêm trọng. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt quy trình báo động đột quỵ để cấp cứu cho bệnh nhân tên H, 46 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khai thác bệnh sử cho thấy anh H đang được theo dõi điều trị ruột nhĩ và uống thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, anh bỏ tái khám và ngưng thuốc uống khoảng 5 ngày. Khi đang làm việc, anh H đột ngột liệt tay trái, méo miệng. Người thân lập tức đưa anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não do tắc mạch máu lớn nội sọ do huyết khối. Bác sĩ chỉ định can thiệp lấy huyết khối, cơ học tái thông mạch máu kịp thời. Theo các bác sĩ, việc chủ quan bỏ thuốc kháng đông khi đang điều trị dự phòng có thể là nguyên nhân dẫn đến biến chứng đột quỵ. Đây là một trong những biến chứng đáng sợ nhất của bệnh ruột nhĩ. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Thế Dũng, trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, ruột nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất ở người trưởng thành, chiếm khoảng 2% và tăng dần theo thời gian. Bệnh ruột nhĩ có thể chiếm đến 10% ở người trên 65 tuổi. Ruột nhĩ có thể gây ra các hậu quả nặng nề như suy tim và đột quỵ. Đột quỵ xảy ra khi máu ứ trong tâm nhĩ lâu dài tạo thành cục máu đông. Máu đông đẩy ra trôi theo dòng máu và gây tắc mạch ở não. Cục máu đông cũng có thể gây tắc mạch tại các vị trí khác nhau. Thạc sĩ bác sĩ Lương Cao Sơn, phó trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trên thế giới và là nguyên nhân hàng đầu ở Việt Nam. Khoảng 30-50% bệnh nhân đột quỵ không thể độc lập về chức năng và 15-30% bị khiếm khuyết vĩnh viễn. Bệnh nhân ruột nhĩ có nguy cơ đột quỵ tăng gấp 5 lần so với người không bị ruột nhĩ. Khoảng 20-30% bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ liên quan đến ruột nhĩ. Bác sĩ Sơn cảnh báo, để phòng ngừa đột quỵ, bác sĩ cho hay người bệnh ruột nhĩ phải kiểm soát và điều trị yếu tố nguy cơ như huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường. Đồng thời sử dụng thuốc kháng đông là một trong những biện pháp phòng đột quỵ tốt nhất cho người bệnh ruột nhĩ. Những bệnh nhân ruột nhĩ có thêm một trong các yếu tố nguy cơ như từng bị đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua, người trên 65 tuổi, bị suy tim hay tăng huyết áp, đái tháo đường sẽ có nguy cơ đột quỵ tăng cao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.